mở ngon lành. Đi chơi mà gậu gì vậy? Tôi nhất định để đào đào dơ đây chơi. Kì, nó đi chơi rồi sao? Nhiều cái đào tao dơ quá mà tôi cái này cho tao tao không có gọi được. Đồng bốn vô bụng hết nghĩ cho đi. Cái thách khô khô lắm thì bỏ ra đi bằng bốn. Cứ phi hành tế xỏ bỏ vào vậy rồi sóc 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 lại. Tế xỏ là nửa ghê cũng sao tế và xỏ. Thì sai. Ý cái mới lặt cụ. Cái nào chín thì cho nó vô đào vô bờ đi. Bác bị sợ luôn quá. Cái này đừng xíu bại mày. Má ơi.